Máy chạy bộ Techfinis TF15 New, chìa khóa vàng cho vóc dáng vạn người mê. Tải trọng tối đa 130 kg, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình. Tốc độ lên tới 16 km/h, bứt phá giới hạn của bản thân. Sàn chạy rộng, tích hợp thảm chạy kim cương chống trơn trượt. Hệ thống giảm sóc hiện đại giúp giảm thiểu tiếng ồn và nguy cơ chấn thương. Ngoài ra, TF15 New có thể thay đổi 12 chương trình khác nhau cho buổi tập thú vị hơn. Cảm ứng nhịp tim giúp kiểm soát thể trạng sức khỏe trong quá trình tập luyện. Màn hình LCD thể hiện rõ nét các thông số cần theo dõi. Chưa hết đâu, bạn có thể xen kẽ nhiều bài tập luyện cùng lúc với đai massage, hanh gập bụng, tạ tay hay đĩa xoay eo. Dễ dàng gấp gọn sau khi sử dụng và di chuyển đi bất cứ đâu mà bạn muốn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi hấp dẫn, nhắn tin ngay